con nghe chăng tiếng gà gáy sáng, đợi đến kỳ đáo hạn ba thu. Ba thu ghi rõ ba thu, ấy là loài quỷ đến chu hạn kỳ. Thường mấy vị nói ba ba có nghĩa là ba năm cuối cùng, mà gọi là final of all the final, tức là final life đó, cuối cùng của cuối cùng, tức là số sổ đó. Bữa nay số sổ 5,5 rồi phải không? Mà chuyện xuất hiện là 5,5, còn nửa con nữa là sổ hết. How boy? Thì là thường thường sắm cơm mấy vị nói ba thu là bằng nó tính 3 năm cuối cùng đó. Ấy là loài quỷ đến chu hạn kỳ, gồm phong nổi cuốn đi sóng đỏ, bão tố chìm xóa bỏ cộng tay. Bão tố tức là biển đông nổi sóng, là xóa bỏ, cộng tay là tại công. Cộng tay là gì mình không biết nha, chỉ cộng ha. Đại khái bão tố, bão tố cuồng, cuồng là sóng á, xóa bỏ cộng tay. Trời xem giận mới đang xoay, búa liềm tự quỷ tự thai búa liềm. Đó là câu đó ai cũng hiểu không? Búa liềm tự quỷ tự thai búa liềm. Thử nghiệm sấm thiên ngày trước, mới phân rành lúc được lúc thua. Chừng nào tên ngốc làm vua. Ủa bài này nãy mình đọc rồi ta. Bài này đọc rồi, để đọc bài khác. Chu kỳ khởi điểm lao đao, gà đi chó sủa, heo cào chuột ca, năm châu thế giới bôn ba, con buồn mẹ đổ lệ hoa bao lần. Ba ngồi chiếu tỏ kim vân, mười phương thị hiện hồng trần nhiễu dương. Giang tay cứu vớt muôn phương, giang tay phù trợ quê hương đỏ đài. Thiên tai nói tiếp dịch tai, tức là Covid đó. Thiên tai nói tiếp dịch tai, nhân sinh thống khổ ai hoài thương tâm. Từ bi cứu khổ Quan Âm, mẹ hiền vô nhiễm từ tâm giải nàng. Giải cơn sóng dữ mênh mang, cứu cơn dịch ác lan tràn đông tây. Giữa thời nhiễu loạn hôm nay, yêu ma được thế đổi thầy thay sư. Bài này cũng mới đọc nãy rồi. Nhiều bài quá, nhìn vô lộn xộn đây. Trần gian gợi gió giông qua, dáng cơ ngộ kiến trà hoa mấy dòng. Châu già ngậm cỏ bên sông, đầu rền sóng dỗ biển đông không lường. Tai ương nói tiếp tai ương, quan hồn quả kiếp buồn thương khắp cùng. Đông Tây Nam Á nhìn chung, quả hồng thủy bạc tài hung ngân hà. Lạ gì bọn cáo bôn ba, lạ chi bọn quỷ bọn ma biến hình. Số đời cố cải vòng quanh, số thiên đã định đã thành nghiệp vây. Ngẫm xem cuộc thế đổi thay, tam thu hạn đáo kết lai tứ tuần. Tứ tuần hạn đáo nghinh xuân, tứ tuần hạn đáo cọp rừng về non. Nhớ chăng câu ví, nhớ chăng câu nói ví von, hoa đầu hoa cuối vuông tròn đông tây. Tứ tuần mới thật là đây, tứ tuần hạn quá chủ thầy tàn vong. Chủ thầy là Trung Cộng ở Việt Nam. Nhất thời phong vũ Nam Long, thái xuân trội khúc một đồng nghiêu ca. Quang minh nhất điểm đâu xa, yến anh tương khúc tương ca tương hoàng. Diễn du bát nhã thuyền quan, lục nhập lục thập niên giáp Phật ban pháp truyền. Bới cơ chờ đến thiện duyên, đàn xưa nhịp lỗi tâm nguyện phôi pha. Đông Hải Sơn Trung nhập hải quan, trời Đông Hải khơi màu cuộc chiến. Đất Trung Sơn tính chuyện thật hư, kìa xem mấy chú kình ngư, ấy thuyền thiên quốc chuyển từ thế công.
Nhớ khi xưa cũng thiền mát đốc, phía cờ hoa đến chọc giặc ma. Bao năm nát cửa tan nhà, trời Nam khói lửa can qua chiến trường. Ngày nay vẫn theo đòi gương trước, thuyền Trung Sơn nay thuộc biển Đông. Thương tha cho lũ măng đồng, lũ măng đồng, măng tức là ông Lê Dĩnh, đồng là Phạm Nhân Đồng. Tính khôn tính dại, khó mong thoát nàng. Ok rồi, nói chuyện tiếp. Thơ này chắc phải lên trên mạng ở nhà ngồi quay, chứ nhiều quá đọc hồi cái đọc tới đọc lui cái máy nó chạy đọc lại. Mục đích đọc cho người ta hiểu thôi, còn mình ngồi đây á thì nói chuyện cũng được. Đó, em ở đâu, khách sạn nào? Ở trong chùa thiếu là chỗ ngủ. Hôm nay có 100 người ngủ cũng được á. Chính mấy hả? Xuống với ai vậy? Ờ vậy à. Ngồi đây chơi đi, chơi một buổi vậy đó. Đừng muốn lên núi, cứ ban muốn lên núi. Núi giờ mình bị cấm, không có lên. Tại vì lên một người thì nhiều người cũng lên á, ta. Thật sự mỗi người mình đều có điển, mình cầm cái gì là mình có điển cá nhân của mình trong đó đó. Điển của mình tự truyền vô cũng được á, mà nó yếu thôi. Thấy người ta tin dị đoàn quá hay. Nhiều người kêu anh chị Lăng Nghiêm vô án A Lệ Tỳ Xá Đề vô đây để trừ ma, đa số á là anh thấy là 90% người Việt Nam mình á là bị bệnh, nếu bị stress rồi lừng khừng, vui không vui, buồn không buồn, ăn không ăn, ngủ không ngủ, rồi muốn làm gì cũng không làm, vô channel này nhảy channel khác đại cái lừng khừng. Đó là do cái bệnh cái thời nay nè, anh em dòng họ gần xa bạn bè chết Covid nhiều quá, họ về họ thăm, mỗi lần mà họ nhớ mình họ thăm mình á là mình lừng khừng vậy đó. Tại khi người âm với người dương á mà gần nhau á là kiểu nó vậy, nên chị Lăng Nghiêm vô để cho họ né xa ra 3 bước. Có những người đang học giỏi lắm á, thông minh siêu quần nghe, bác sĩ luôn á, PhD rồi á, mà tự nhiên đêm sáng thức dậy cười cũng khùng khùng, đó là bệnh vong á. Nó vô, nó assimilate cái tinh kình của mình, cái suy nghĩ của mình. Rồi bác. Tới sạch tới, mới là chị con từ Canada. Đẹp trai quá ha, thông minh đó. Dạ con gái. Dạ. Chính là anh vui đặt hơn chị. Dạ. Máy này từ Canada tới. Em gái tôi ngồi cười. Làm mấy ông đại trọng cũng chửi. Tao. Tại mấy ông đang ở trong chùa. Mấy ông này không có đọc kinh, 5 giờ anh đưa cái chùa khổng lồ. Cái chùa này tính ra về giá tiền cũng 18 triệu á. Mà mình có giảng đường trống rộng rãi cũng không được vô, mà mấy ông đâu có giảng được. Rồi tu tập cũng không có giảng đường tu á. Mà đọc kinh không vô khuya, mỗi ngày cũng không thèm đọc nữa. Hả? Dạ. Đâu có, còn anh là thiên đạo khác. Tại vì đâu có phải bao nhiêu người hiểu về cha mẹ đâu. Cái này á, cái quỹ của cái chùa này còn mấy trăm nghìn, xài hoài cũng không hết nữa. Tại hàng tháng á, là anh cho tiền vô đây nhiều lắm, anh lo hết. Có chỗ ăn, chỗ ở, đầy đủ hết, chỉ là ngồi đọc kinh thôi, cho bá tánh vui thôi mà cũng không thèm đọc, thiệt là buồn.
chỉ có ăn cái là ở đây không có được gây quỷ. Ông nào gây quỷ làm ơn, anh cũng không có thích để cái thùng tiền mà bỏ trỏng nữa, mà anh cứ dẹp cái hai ba ngày ai bưng ra đó hoài. Ở trong này anh có tiền trong này mà, cái ngân quỹ trong này anh đang còn 300-400 nghìn trỏng á, ăn sao hết. Tại ba cái nhôm dụng mà cái hãng anh làm ra cho xài đâu có hết đâu, cho ở đây con nữa, cho trên núi con nữa, chứ anh đâu có xài tiền đó. Tiền đó mà làm từ thiện thôi, chứ làm từ thiện với Việt Nam. Bữa nay bà xã anh đâu rồi? Bà xã anh đâu rồi? Hả? Vợ chồng nó có nhiều kiểu lắm đó nghe. Lúc mình sống á, mình đừng có thời anh chết em sẽ chết theo anh, hay là em chết rồi anh cũng đi theo, đại khái mới có đừng thời á. Nó là do cái duyên. Thường thường á, hiện cái thời đại này nè, mình nói thời đại văn minh này nè, thời Phật Thánh Tiên Hạ Phàm nè, mấy cô tiên này nè, ở trên trời gớt xuống lịch bịch lịch bịch, mấy cô tiên nè gớt xuống lịch bịch, cái mấy tiểu động chển á là cũng như ấy á. Ê, khi mà tao xuống đây á, mày xuống đây mày hành tao nha, để tao khổ, để tao nhớ đường tu. Chứ còn mà xuống đây mà gặp mà hứa hẹn đồ này nọ thì là khó tu lắm. Cho nên đa số ở tuổi trẻ thời nay hay lục đục, thì phụ nữ thời nay tu nhiều là do bị mấy ông chồng hành. Mà cái người phối ngẫu của mình á là do cũng là ở trên kia mang cái nhiệm vụ, cũng giống như Mike Tyson mà quýnh bốc xin giỏi á, là cũng phải do cái người mà huấn luyện nó quýnh giỏi, phải không? Còn hai vợ chồng mà sống mà kiểu mà giàu có hạnh phúc rồi im ấm cũng là một cái chuyện tốt, mà tốt của thế gian thôi. Mà nếu hai người biết tu thì đều tốt hết, gặp lợi kiếp sau, mà cái đó rất là hiếm. Đa số là đi nghịch cảnh nhiều. Còn mà xuống đây á, mà hai người hạnh phúc rồi cứ thời non hẹn biển, thì là cứ lòng vòng trong lục đạo này mãi thôi. Rồi thêm những đứa như là lesbian hay là gay, nó không phải như vậy. Cái xã hội mình coi thường ta nó không có đúng, là do những tiên nữ ở trển xuống trần biết thế gian này ái, tức là tương con tương cháu, rồi yêu đương đủ thứ, thì nó dính vô tình ái thì không có quay trở về được, không có muốn bận bịu gia đình, cho nên họ đầu thai xuống làm thân nam để khỏi mang bầu. Nhưng mà cái hồn á, là con gái thì lại thương thương nam, có nghĩa là hai thằng gay bây giờ nó nhiều là vậy, để họ đi xuống một cái xã, một cái nghiệp này họ trở về, nó có nữa. Ngược lại na gái với gái thì cũng là tiên ông với tiên bà ở trển hứa xuống này, nhưng mà ok, vợ trển trước khi nhảy dù xuống giao trước ông đóng vai gì, đóng vai ông, phải không? Có nghĩa là mang thân nữ nhưng mà tánh đàn ông, rồi xuống đây để làm chi? Để không có đẻ con ra, tại khi đẻ con ra mình có trách nhiệm, mình dính vào cái thế gian gọi là cái nghiệp, họ không có muốn bị nghiệp. Còn như bác với bác gái đồ già vậy đó, thì theo con nghĩ á, là nên thương nhau tiếp tục. Tại tới tuổi này là có hứa hẹn rồi, như hai bác này nè, bữa ông này cũng bệnh gần chết, bác này khóc quá trời khóc, nhiều hơi là đủ chứng minh rồi. Thì sẽ con nói thí dụ sau này bác này mà đi trước thì không có nên, nếu mà đi trước thì ông này ổng cũng cắn lửa ổng đi theo liền, ai đâu đẩy xe lăn ổng. Cho nên để ông đi trước, rồi cái chừng dài qua từng bắp buồn á, không có xe để đẩy á, rồi bắt đầu cũng đi thao, thì nó ra về chảnh gặp lại thì biết thiên rồi lên núi rồi nữa. Cái này là almost end of the story đó. Mình chạy marathon đó
là lúc mình mới sanh ra, rồi từ 1 tuổi tới 25 tuổi là học, phải không? Đó, gán kiếm trình độ để học. Rồi từ 25 tuổi tới 50 tuổi là vừa có gia đình lập gan đại bang. Rồi sau đó để dành mới vốn. Rồi bắt đầu từ 50 tuổi tới 75 tuổi là bắt đầu tính cái chuyện departure. Là lúc đó đó là 50 tuổi là tính departure. Nhưng mà hiện giờ cái thời đại này á, những bác lớn tuổi mà 50 tuổi á, thiếu tiền để sinh sống. Có những người vẫn còn làm rất là cực. Thượng đế đã tính cho mình rồi, từ 25 tới 50 là phải để dành tiền, sau 50 là phải tàn tàn lợi để mà dành chút thời gian lo đi tu tập, đi chùa này nọ, rồi có một chút vốn cúng dường để mà mình có phước. Bây giờ thấy nhiều lúc lên tới 50 trở lên cũng vẫn còn lăng xăng lo đời sống dần dần, quên đi Thượng đế, quên đi Phật, thì không biết đi về đâu luôn á. Nắng tấn công xa quá, gió thổi không nghe. Tại đây gần đường xe chạy nè, nó lớn lớn đi. Có ba cái ngọc ấn mà thế gian này xuống trần nhiều thái tử khắp cả quốc gia, mà thái tử ở tầng nào kìa, ví dụ tầng cao nhất là cha đó, thượng đế cao nhất, còn thái tử ở tầng giữa hay tầng dưới cũng gọi là thái tử, giống như giờ con của Hunter Biden cũng là thái tử, con của ông Biden đúng không, con của ông Trump cũng là thái tử đúng không, nhưng mà tùy theo con ông nào. Nó là như vậy. Nhưng mà xuống đây á là phải qua một cái quân trường thử thách. Rồi lúc đó cha với mẹ chư Phật á mới chứng minh là con đã thử xong. Rồi bắt đầu mới phong ấn lại. Con có ba cái ngọc ấn. Ba cái ấn này rất là lợi hại. Thường á mà những cái lễ lớn á con mới lấy cái đó ra để mà chấn tất cả những các chư thần ở cõi thế gian này, họ để họ quy tụ phục lịnh. Thì cái ấn nó có 9 con rồng trọng à, rồi ở dưới á, là thái tử thiên hoàng. Thì cái ấn nó còn ấn một cái nghe điện thái hoàng thiên, là bên Việt Nam người ta nhìn thấy đó, là thời đó đó 4 con rồng, ông nói nếu mà con mà không bỏ cái đó lên á là thiên ma nó tới nó chiếm cái ngự của cái dinh đó, ở bên kia đó, nó quan trọng á, thì cho nên để cái đó thì chỉ có những chư thần và hồn thiên sông núi về đó để mà hội họp. Còn nếu mình không có đóng vô mình dán lên á là cái chỗ đó đó là tụi nó vô nó giành, bên kia nó cũng như mình vậy đó, nó sẽ giành đó, nó giành cái điện thái hoàng thiên. Cái điện thái hoàng thiên là lúc nào cũng có điện thanh trọng á. Ở đây con chưa làm nè, ba cái đang nằm ở nhà. Nó bự như nè, nó nặng khoảng 15 pound bằng cẩm thạch xanh, có bàn tay của cha ấn vô đàng hoàng thì nó mới gọi là ấy, nếu không nó cũng là cục đá à. Mà khi ấn vô nó sẽ phát hào an ra và tất cả các hiện thần của thế gian đều phải phục lịnh, phải quỳ á. Có một giấc mơ con đứng kế bên cha Thượng đế, ở dưới á có khoảng mấy trăm ông vua luôn, ông nào cũng mặc áo long bào, khoảng mấy nghìn cung phi mỹ nữ mà quỳ hết á. Cái này con cứ để an mình không có cần phải làm mấy cái này, mấy cái sơ bịch mình đâu có là gì đâu, đừng có làm vậy, ai ăn thì cứ tự qua bên đó. Rồi bà con ai đó bụng ăn qua đó. Sao thấy được? Cái đó là khác, cái đó là mới sanh nó có. Ấn chán mày nè, chụp hình là có, là nó khác. Ấn mà con đang nói là ấn thiệt kìa, giống như ấn loại đó.
không, ở ngoài đời đâu có đâu, đâu ai nhìn thấy được cái đó đâu. Nó là khác nữa. Ở ấn kia nó bự như vậy nè, nó bề ngang nó khoảng 3 tấc vuông. Ừ, nặng lắm. Ăn trộm bưng không nổi. Ở ngoài đó rất là nhiều người minh dương giả, thiên tử giả. Mấy người đó sau này sẽ tiêu xác tiêu hồn hết. Tại vì khi chế độ Diệt Cộng á, họ hiểu về sấm cơ, họ hiểu về kinh sấm của Ngài Trạng Trình, Bảo Giang Thiên Tử Sức của thời nay, rồi họ hiểu về kinh của Đức Thầy, rồi họ làm ra một đống giả như vậy. Là sao? Là khi họ nghĩ cái đống thiên tử giả với Phật Di Lạc giả này á, là những cây dù cho họ níu và chót. Nhưng mà đó là chuyện sai lầm. Có nghĩa là cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe đó, nghĩa là vẫn còn tin Thượng Đế nhưng mà không tin hết. Cũng giống như chuyện của Đức Phật Thích Ca hồi tại thế, có ba người đệ tử, cái đột xước đi ghiền rượu, uống rượu, ba ông đều xỉn hết. Cái có một ông thì thấy Phật tới quảng hồn chạy trốn, còn một ông thì cứ giả bộ làm bẽn lẽn, không còn biết mắc cỡ một chút nhưng mà cũng ngồi lì đó. Còn một ông thì lại đứng lên biểu diễn. Thế Tôn, đại tử đâu có xỉn đâu, đại gái xỉn mà còn giả bộ nữa. Cái Phật mới nói cái thằng mà chạy trốn mà còn biết mắc cỡ là thời Phật Di Lạc hạ phàm á sẽ thành Phật. Còn cái ông mà còn ngồi chỗ mà lì lì á, cũng biết mắc cỡ á, thì ông nó ít nhất cũng cỡ ngàn kiếp Phật đại thế á, tại mới thành Phật. Còn cái ông mà đứng lên mà còn giống như cái ngã cao á, là ông này không bao giờ thành Phật luôn. Thì Việt Nam mình giờ vậy, nó làm đóng thiên tử giả. Ai ăn tự động qua lấy, cứ để đó rồi cứ đó bụng qua. Tại này chùa có nhà bếp, thì trên núi mình cũng có đồ ăn, đây cũng có đồ ăn, chứ tới đây đâu có chạy ra tiệm chi, chạy tới chạy lui. Bữa nào soi thử cái cốt của ông này là gì mà sướng quá ta, giờ này cũng có người đúc đó. Đó. Còn cái bác này sao mà tới ngày hôm nay phục vụ rất là vui vẻ để phục vụ. Con không biết, có thể là kiếp trước cái bác này mượn tiền bác này không chịu trả quịch á, thế là mới ngồi đúc lại. Cái đâu có chuyện chứ thôi, cả tuổi này đi lên Reno ngồi kéo máy vô đã, thả cho ổng mướn cho ổng vô nursing home cho chỗ yên lặng, lên trển ngồi kéo máy lon ton vậy. Mà chuyện đời mình khó nói lắm á, nghe không hiểu nổi gì không, nó đi theo cái nghiệp mà. Nên nhiều khi mình thấy á, có những cái người rất là cực kỳ đẹp mà lại đi với ông già rất là xấu. Có những người thanh niên rất là trẻ đẹp trai đi với người phụ nữ rất là lớn tuổi, mình không biết cái bị cái nghiệp gì, không biết, nghĩ là bị nghiệp đô la.
kiểu Đàm Vĩnh Hưng với cái nghiệp của bà kia, hai người đó ở hai nghiệp gì cái quốc tịch Mỹ không à, mỗi người đều có cái nghiệp.